quá nhiều đến thể lực của các cầu thủ. Còn đây là đội hình ra quân bên phía đội chủ nhà Phú Thọ. Họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-2-3-1, đứng trong thành là thủ môn Tiến Dũng, các hậu vệ đó là Văn Việt, Công Đình, Đức Tùng, Viết Lộc, các tiền vệ trung tâm là Quang Huy, Viết Trường. Những cầu thủ trên hàng công là Trung Đạo, Gia Huy, Huy Hoàng và Anh Tuấn. Huấn luyện viên trưởng của Phú Thọ đó là ông Nghiêm Xuân Mạnh. Còn đây là đội hình ra quân bên phía Phú Đồng Ninh Bình. Họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 1-4-1-4. Và chúng ta có thể thấy là đứng trong thành là thủ môn Văn Cường, các hậu vệ đó là Hữu Tuấn, Trọng Hiếu, Gia Bảo, Chính Đăng. Tiền vệ trung tâm là Quốc Nhật, Kim Hùng, Văn Văn, Xuân Lộc. Và chúng ta có thể thấy trên hàng công đó là Khắc Khiêm. Huấn luyện viên trưởng của Phú Đồng Ninh Bình đó là ông Nguyễn Văn Đàn. Thăng hạng mùa giải năm nay. Như vậy là cuộc đối đầu giữa Phú Thọ và Phú Đồng Ninh Bình đã bắt đầu. Các cầu thủ Phú Thọ với trang phục màu xanh trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái mắt nhỏ quý vị và các bạn. Bên phải mắt nhỏ quý vị và các bạn, còn bên trái là Phú Đồng Ninh Bình với trang phục màu xanh. Đây là huấn luyện viên trưởng Nghiêm Xuân Mạnh. Bên phía đội chủ nhà Phú Thọ, Nghiêm Xuân Mạnh là bố đẻ của Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của Meriden Quy Nhơn Bình Định. Khổng Minh Gia Bảo. Ở trận đấu lượt đi thì Chính Đăng cũng đã có bàn thắng vào lưới của Phú Thọ. Còn đây là huấn luyện trưởng Nguyễn Văn Đàn bên phía Phú Đồng Ninh Bình. Ở trận đấu lượt đi trên sân của Phú Đồng Ninh Bình thì các cầu thủ Phú Đồng Ninh Bình đã giành chiến thắng 2-1 trước Phú Thọ. Và bây giờ là trận đấu lượt về trên sân của Phú Thọ. Điều quan trọng nhất của các cầu thủ Phú Thọ vào thời điểm hiện tại đó là tâm lý. Họ cần phải thi đấu tập trung và với một tinh thần quyết tâm cao nhất để nuôi hy vọng ở mùa giải năm nay sẽ trụ hạng. Có lẽ Văn Văn sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc dành cho Phú Đồng Ninh Bình. Vẫn là các cầu thủ Phú Đồng Ninh Bình. Kim Hùng, Văn Văn. Quốc Nhật. Khổng Minh Gia Bảo. Đường chuyền rất khó của Quốc Nhật dành cho Văn Văn, kể cả trong tình huống vừa rồi mà Văn Văn có khống chế được bóng thì cũng rất bí. Đây là Văn Văn, tình huống chuyền ra ngoài rất hay của Văn Văn. Trung Hiếu không thể vượt qua được Đức Tùng. Chúng ta cùng xem lại tình huống chuyền bằng má ngoài rất tốt của Văn Văn. Nhưng pha đi bóng không thực sự thành công vừa rồi là của Trung Hiếu. 15 phút trôi qua, hiệp 1 tỷ số vẫn đang là 0-0. Trung Đạo. Phùng Viết Trường. Khá hay. Nhịp nhàng của các cầu thủ Phú Thọ. Phùng Viết Trường. Đánh đầu rất nguy hiểm. Pha đánh đầu. Văn Văn. Đó là pha đá thẳng rất nguy hiểm. Có vẻ như đó là một tình huống việt vị. Văn Văn đá thẳng và cột gần. Đúng là như vậy. Có vẻ như Khắc Khiêm đã phạm lỗi đối với thủ môn Tiến Dũng bên phía Phú Thọ. Kim Hùng sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc dành cho đội khách. Bóng được phá ra. Bảy trận sân nhà ở mùa giải năm nay, các thủ Phú Thọ đã có một chiến thắng, một hòa và thua tới 5, ghi được 3 bàn thắng và thủng lưới tới 13 bàn. Mặc dù thi đấu trên sân nhà nhưng thành tích phong độ của đội chủ nhà không thực sự tốt.
Búc Nhật. Trọng tài cho phép lợi thế. Hữu Tuấn. Quốc Chật. Chúng ta cho phép lợi thế. Gia Huy. Bên phía đội chủ nhà vẫn chưa có sự thay đổi người nào ở trong hiệp 2 này. Phút thứ 7-15 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Người đang nằm sân và đau quần quại đó là Văn Tiếp. Và đồng nghĩa một tấm thẻ đỏ dành cho đội trưởng bên phía Phú Đồng Ninh Bình. Trước đó thì ở trong hiệp 1 thì Quốc Nhật cũng đã phải nhận một tấm thẻ vàng của trọng tài rồi. Hai tấm thẻ vàng dành cho đội trưởng bên phía Phú Đồng Ninh Bình. Và bây giờ anh phải rời sân. Tài chính đã rút thẻ vàng cảnh cáo lỗi hành vi của hai cầu thủ và lỗi hành vi của Quốc Nhật. Và bây giờ liệu các cầu thủ Phú Thọ có biến lợi thế hơn người để có một thế trận tốt hay không? Văn Tiếp vừa đầu vào sân cũng đã phải nhận thẻ vàng. Quang Huy. Như vậy là có 4 phút bù giờ trong tình huống vừa rồi thì bóng đã chạm tay cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Đánh đầu khá nguy hiểm. Như vậy là trọng tài Thanh Tùng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Cả hai đội Phú Thọ và Phú Đồng Ninh Bình hòa nhau với tỷ số là 0-0. Các cầu thủ Phú Thọ ở 15 phút còn lại của trận đấu đã thi đấu hơn người nhưng không thể biến lợi thế để gây áp đảo đối với Phú Đồng Ninh Bình. Một tấm thẻ đỏ của Quốc Nhật, đội trưởng bên phía Phú Đồng Ninh Bình, nhưng không ảnh hưởng gì đến đối với đội khách. Một trận đấu cân tài cân sức. Và bây giờ buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Phú Thọ và Phú Đồng Ninh Bình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.